Devadatta ở trong kiếp quá khứ. Thì ông là một người thợ thu mua, mình tạm gọi là thu mua phế liệu đi. Nhưng mà thu mua phế liệu kiểu cao cấp á, chứ không phải cái dạng hạ cấp đâu. Thì khi ông đến một cái ngôi nhà, ngôi nhà này đó vốn dĩ là một cái nhà phú hộ, nhưng mà về sau á bị sa sút, cho nên là nghèo, chỉ còn hai mẹ con thôi. Bà mẹ thì khi mà nghe Devadatta đi rao á, coi có cái gì để bán hay không, thì lúc bấy giờ do sa sút mà cho nên đói, bảo với đứa con gái là ở trong nhà hình như còn một cái mâm nó đen xì á, thôi con đi ra con kêu ổng vô rồi bán coi được mấy đồng rồi kiếm cái gì đó để mà ăn. Người con gái ra kêu Devadatta vào. Devadatta sau khi xem cái mâm bự, cái mâm lớn, biết nó đen xì ở ngoài là do hồi xưa nhà này giàu á, cho nên đồ bằng vàng nhiều khi cũng không thèm để ý, rồi để nó ám rồi từ từ nó đen. Nhưng mà cái mâm này bằng vàng, vàng nguyên chất, vàng khối. Nhưng mà Devadatta muốn ép giá, thấy người ta tham ghê chưa, trả cái giá tương đối là lấy được rồi, không tham ép giá, nói cái đồ, cái thứ phế bỏ liệu như vậy bán được mấy đồng, khiêng nó nặng, thôi để không có thèm mua, đi để tôi đi dạo một vòng rồi có gì chút nữa tôi quay lại tôi kiếm cái giá nào đó tôi mua. Tức là ổng có ý ép giá. Rồi ổng đi. Thì khi đi như vậy đó, Bồ Tát cũng là người làm cái nghề tương tự, cũng đi ngang qua, rồi cũng được cô gái mời vào coi. Thì Bồ Tát là người chân thật, Bồ Tát nhìn, Bồ Tát chà một tí là biết ngay cái mâm này mâm bằng vàng. Bồ Tát nói bây giờ nói thiệt với bà chị là bây giờ tôi không có đem đủ tiền. Thôi bà chị cầm bao nhiêu để đỡ đi, rồi tôi ráng là tôi kiếm tiền để tôi trả nốt cái mâm này, chứ cái mâm này bằng vàng nó quý lắm, chứ không phải thường đâu đó. Thì bà mẹ với đứa con mới nói cái ông trước á, ông trả cái giá mạc mà ông còn ráng ông ép giá nữa, chỉ có ông á là ông nói thiệt cho tụi tôi biết là cái mâm này bằng vàng thôi, cho nên thôi thì tôi cũng rất là biết ơn ông. Nếu mà không có ông thì chắc có lẽ là tụi tôi bán được cái này mấy đồng là nó xong chuyện rồi. Cho nên là thôi còn dư bao nhiêu thì tôi cho ông luôn, coi như là để cho tôi tri ân ông ha. Quý vị thấy là khi mình nói dối như vậy đó, lợi ích của người khác bị hủy hoại. Như trường hợp ở đây đó, là lợi ích của hai mẹ con bị hủy hoại. Quý vị thấy nó ác ghê chưa? Rồi khi mà Bồ Tát cầm cái mâm vàng đi thì Devadatta đi một vòng rồi quay lại thì bị hai mẹ con mắng xối xả, cái thứ mà lừa đảo đó, lừa đảo. Thì Devadatta vừa tức ức lắm, lẽ ra là cái món hời đó vô tay của mình rồi mà bị người gọi là phỏng tay trên, thế là tức lắm chạy theo Bồ Tát để kiếm chuyện, coi như để làm cho ra lẽ. Nhưng mà lúc bây giờ thì Bồ Tát đã lên trên thuyền và đi xa rồi. Devadatta đứng ở trên bờ đó, ức học máu và nguyền rủa Bồ Tát. Và xin thưa, đó là cái khởi nguồn của sự oan trái của Devadatta đối với Bồ Tát của chúng ta trong dòng sanh tử.